ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái công cụ selecting và cái công cụ slapping. Trên công cụ selecting chúng ta có cái phần là component symbol. Ví dụ tôi bật các cái biểu tượng symbol trong model lên ở phần display, thì giả sử tôi không có kích hoạt cái chế độ lựa chọn component, thì nếu chúng ta muốn chọn cả một component này thì chúng ta có thể tìm đến cái component symbol là biểu tượng là hình chữ M hoặc là hình cái nón màu xanh ấy. Thì ở đây chính là các cái biểu tượng về cái component. Chúng ta sẽ chọn cái biểu tượng này thì khi đó chúng ta sẽ chọn được cả một cái liên kết tạo ra bởi phần application and component. Các cái phần path là các cái đối tượng mà chúng ta mô hình bằng các lệnh cơ bản trên công cụ TechLang. Surface Shipment và phím tắt của Selecting đó là phím F2. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về công cụ Select Component, Select Object in Component, Select Assembly. Ở đây tôi sẽ có một cây cột và tôi sẽ tạo liên kết chân cột để minh họa về các cái loại lựa chọn này. Nếu chúng ta đang ở chế độ Select Component mà chúng ta muốn sửa một đối tượng nào đó hoặc là muốn bỏ đi, thì chúng ta chuyển về chế độ Object Component để chúng ta có thể xóa, sửa hoặc là như nào đó. Ở chế độ Assembly là chế độ chọn Assembly, tức là cấu kiện, thì chúng ta có thể quét deselect chọn cả cấu kiện. Còn chế độ Object in Assembly tức là chúng ta sẽ chọn được các đối tượng bên trong Assembly. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về thanh công cụ slapping, thanh công cụ truy bắt điểm. Ví dụ tôi có hai cây cột thép ở đây chẳng hạn. Tôi sẽ ẩn các nguồn symbol, nhưng mà tôi sẽ tạo hai cây cột. Đây chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái việc truy bắt điểm. Ở đây tôi sẽ cắt bằng lệnh clip blend để tách ra vùng hai cây cột này, và tôi sẽ dùng lệnh beam để minh họa rõ hơn. Về truy bắt điểm thì chúng ta có chế độ L Machine 2. Nếu chúng ta không kích hoạt chế độ này lên thì chúng ta sẽ khi pick điểm thì chúng ta sẽ pick vào các cái điểm hooking point của các cái đối tượng. Nếu kích hoạt lên thì chúng ta sẽ bắt được các cái điểm góc về mặt tiết diện ở tiết diện của đối tượng, thì khi đó việc bắt điểm chúng ta sẽ có nhiều option hơn. Và chúng ta có thể kích thúc ấn chuột phải để có các cái điểm mà chúng ta cần truy bắt đến để chúng ta thể lựa chọn được giống như các phần mềm khác. Thì đó là cách mẹo về cái việc sử dụng cái công cụ slapping. Ở phần view chúng ta sẽ có phần delete all clip blend để tắt các cái clip blend đi, rồi draw all view. Thì đây là hai cái công cụ rất quan trọng, mặc dù nó rất đơn giản thôi, chúng ta vẫn cần phải nắm kỹ hiểu rõ để có thể dễ dàng sử dụng phần mềm. Trên Contextual Toolbar chúng ta có thêm các cái option để nhìn các cái hướng nhìn cơ bản của mô hình 3D của Tekla Structure.